bản làng với không gian sống đậm chất vùng cao Tây Bắc. 19 dân tộc anh em với đời sống văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực, phong phú, độc đáo. Đây là thế mạnh của Điện Biên để phát triển du lịch cộng đồng. Con người thân thiện mến khách, thiên nhiên tươi đẹp, núi non hùng vĩ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Điện Biên những cảnh đẹp mê đắm lòng người. Từ cánh đồng Mường Thanh Chủ Phú đến cao nguyên đá của chùa Hoàng Sơ. Từ những dòng thác con suối tuôn chảy quanh năm đến những hang động tuyệt tác dưới bàn tay tạo hóa. Từ những đỉnh núi quanh năm mây phủ đến những hồ nước thơ mộng. Điện Biên, điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá, chinh phục thiên nhiên. Nhiều năm qua, quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ là điểm thu hút đông đảo du khách thập phương. Bức tranh panorama chiến thắng Điện Biên, đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ là những bổ sung hoàn hảo để du khách tìm hiểu về lịch sử hào hùng của cha ông. Dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, mở các tuyến bay thẳng Hà Nội Điện Biên, thành phố Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cao tốc Sơn La Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang sắp được triển khai. Các dự án mở ra cơ hội kết nối, giao lưu, thu hút du khách và là minh chứng cho tiềm năng phát triển to lớn của Điện Biên với các nhà đầu tư. Là điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Điện Biên đã xây dựng chỗ đứng, niềm tin với các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Hoạt động hợp tác không dừng lại với các tỉnh thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước, mà còn mở rộng với các tỉnh Bắc Lào, Thái Lan. Điện Biên đang vươn mình đổi thay từng ngày. Điện Biên sẵn sàng chào đón du khách, các nhà đầu tư vì một tương lai du lịch cất cánh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chúng tôi mong muốn được đón mọi du khách và nhà đầu tư đến với Điện Biên để cùng trải nghiệm và khơi dậy những tiềm năng lợi thế về du lịch của tỉnh. Với những chính sách thu hút đầu tư cởi mở, chắc chắn Điện Biên sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.